Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đó, chỉ cần điều rang quý vị ơi nè, cần lực nữa ha. Đó, cành đẹp quá, điều rang ha quý vị. Đây, chào Thảo. Dạ em chào anh Tấn. Dạ xin kính chào các cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Thì hôm nay nhà em tiếp tục về được một lô mai dạo lá gai để phục vụ cho các cô chú anh chị mình. Lô mai hôm nay thì em đã tước lá hết rồi, nên là trong quá trình quay cô chú anh chị mình quan sát rõ tay cành ha. Địa chỉ nhà em thì ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ của em là 0342 360 363. Đây cũng là số Zalo của em luôn. Hình thức ship thì em bao ship toàn quốc. Giá cả hôm nay thì em để giá rất là bình dân, chỉ từ vài trăm tới khoảng 1 triệu lại ha. Mong cô chú anh chị đón xem clip chọn cây ủng hộ giùm em. Mời cô chú anh chị vô chọn cây ạ. Mã số sao em? Mã số đầu tiên, mã số 1 anh ơi. Đây mã số đầu clip, mã số 1 quý vị. Đó, em này cao tầm khoảng 1m6 đi ha. Tán ngang là chắc khoảng 1m3 quý vị, xương cành đặc kẹo luôn. Xương ngang đẹp ha. Đó, xương ngang khít nè. Rồi, mình vô cái quanh luôn nha quý vị. 24 quanh anh. Rồi, 24 quanh. Cho luôn nhiêu em? Mã số 1 để em cho luôn cô chú anh chị mình 800.000. Rồi, xuống cây 800. Rồi, tiếp tục mã số 2 này luôn. Rồi, mã số 2 thì em này cao tầm khoảng 1m3 nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm lấy 1m đi. Cao lấy 1m2 cho chắc luôn quý vị ơi. Cao 1m2 ngang 1m đi ha. Xương cành nó cũng đặc kẹo nè. Rồi, mình vô cái quành em nói luôn quý vị. 23 quành anh ơi. 23 quành đúng luôn. Giá luôn như em. Mã số 2 này em giao luôn cô chú anh chị mình 700 anh ơi. 700. Rồi, mã số 3 luôn. Mã số 3 ạ. Rồi, mã số 3. Ba này cao tầm 1m4 quý vị ơi. À, tán ngang khoảng tầm cứng 1m ha. Rồi dừng luôn. Này có chùm hoa. Có nguyên cái chùm hoa luôn. À, hoa hai lớp, bông bự luôn. Dạ quý vị. À, bông màu vàng đậm luôn ha. Rồi xương cành luôn rồi quý vị. Em này thì trong mấy cái nách nó chảy xù rồi quý vị ha. Cái này là cái này nó muốn 2, lên xù luôn nha cô chú anh chị. Đây, cái cụm này nó chảy xù rồi nè. Đây, mấy cụm này ha. Rồi mình cho cái quành em nó luôn nha quý vị. Ở này có, nó chảy xù rồi ha. Quành 22 anh. Hai quành đúng dạ. Ha. Cây chảy xù bông đẹp này em giao luôn cô chú anh chị mình 1 triệu mã số 3. Rồi 1 triệu. Tiếp theo là mã số 4. Rồi mã số 4 luôn. Rồi mã số 4 thì em này cao tầm hết đỉnh chắc khoảng 1m6 quý vị. Tán ngang em này khoảng 1m2 ha. Đây thân cành luôn rồi quý vị, em này là cành rất là lực cành nào quý vị nè. Cành to to không ha. Rồi mình vô cái quành mình luôn nha quý vị. 27 quành anh ơi. Quành 27 nè. Rồi, giao luôn như em. Mã số 4 này em giao luôn cô chú anh chị mình 1.1 triệu anh ơi. Rồi, 1.1 triệu. Rồi mình sang mã số. Dạ, tiếp theo là mã số 5. 5 luôn. 5 này khá cao ha. Rồi em này cao lấy 1m7 quý vị, tán ngang lấy 1m2. À, xương xòe đẹp quá. Xương bự không rồi quý vị mà nó xòe là đẹp ha. À. Rồi, xuống cái quành luôn nha quý vị. Quành thân 24 rồi này. 4 quành luôn như em. Mà số 5 này em giao luôn cô chú anh chị mình 900.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 900. Rồi. Dạ, tiếp theo là mã số 6 anh. 6. Rồi số 6 này cao tầm 1m7 hay quý vị. Tán ngang chắc khoảng 1 triệu ngã nha. Tán ngang khoảng 1m3 nha quý vị. Đó, đứng cây. Xương cành lực không à. Quả này 56 à. Xương cành lực ha. Cành đẹp luôn nè. Rồi mình vô cái hoành nè quý vị. Xương cành lực. Quành thân của cây này 24 anh ơi. Rồi, 24 quành. Luôn như đây. Dạ, mã số 6 này em giao luôn cô chú anh chị mình giá 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu. Rồi, tiếp theo là mã số 7 anh. 7. Rồi, mã số 7 thì em này cao tầm 1m6. Tán ngang em này chắc khoảng 1m3 quá gì ơi. À. Rồi, xương cành luôn. Lật lá gì rồi. Đây là cô chú anh chị mình xem quá rõ ràng vậy ha. Xương cành lực luôn nè ha. Đó, cành bự bự không. Rồi mình cho cái quành luôn nha quý vị. Cái này quành thân của nó 29 anh. 29 nè. Giá lưu như đây.
Dạ mã số 7 nè, em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 1.1 anh ơi. Rồi 1.1. Dạ tiếp theo là mã số 8 ạ. Rồi số 8. Táp này cao tầm 1m7 luôn nha quý vị. Ngang này cũng khoảng 1m3 luôn nè. Rồi xây xây luôn, xương cành cũng đều luôn nha quý vị. Rồi mình vô cái hoành luôn. Hoành thân cây này 25 nha. 6 thì yếu một xíu. Giao lưu nhiêu em? Dạ cây này mang mã số 8, giao lưu cô chú chị mình 900 ngàn. Rồi 900. Tiếp theo là mã số 9. Rồi lên luôn. Mã số 9 đây quý vị. Rồi tiếp tục mã số 9 đây quý vị. Em này cao tầm khoảng 1,5m ha. Thái ngang khoảng 1,3m. Lấy hết cái đỉnh nhỏ nhỏ này 1,5m như quý vị. Bên kia có cái hoa trổ nè. Đây, hoa rất là nhiều cánh hoa nha. Này chắc trên 10 cánh quá. Nó này chắc mười mấy cánh á. Rồi, xương cành đều ra, xương lực luôn. Đó, cái gốc thì nó hơi chiều xíu như vậy đó. Rồi, mình vô cái hoành em nói luôn. Cây này hoành của nó 23 này. Rồi, 23 hoành. Giao luôn như em. Mã số 9 nè, em giao luôn cô chú anh chị mình 900 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, 900. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 luôn. Rồi, mã số 10 em này cao lấy 1,5m quý vị. Tán ngang thì chắc khoảng tầm 1m1 cho chắc ha. Rồi, xương cành luôn. Rồi, vô quanh em nói luôn nha quý vị. Hoành thân cây này 21 ạ. Rồi, 21 quanh. Mà số 10 này giao lưu cô chú anh chị mình 700 ngàn á. Rồi, xuống cây luôn, xuống 10-700. Tiếp theo là mã số 11. Rồi, 11 luôn. Rồi, mã số 11 này cao tầm 1,5m nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm 1m3 quý vị. Một khoảng đó như vậy, nó mới lân cận nha. Có thể dư có thể thiếu nhưng mà cao ngang thì nó có lệch miếng thì không sao quý vị. Rồi cho cái hoành luôn nha quý vị. Cây này hoành thân 25 anh ơi. Rồi 25 hoành mã số 11. Mã số 11 này em giao lưu cô chú anh chị mình 800 ngàn á. 800. Rồi. Dạ tiếp theo là mã số 12. Rồi, mã số 12. 12 thì tán ngang nó khoảng tầm 1m2 ha. Cao hết đỉnh chắc khoảng 1m7 nha quý vị. Đỉnh khoảng 1m7 nữa ha. Xương cành luôn. Cũng khá cành lắm nha quý vị. Cành cũng bự bự không ha. Rồi, em rồi cho cái hoành em nói luôn. Còn thân cây này 27 anh ơi. 7 hoành nè. Số 12. Luôn như em. Mà số 12 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 1 triệu à. Rồi 1 triệu. Dạ tiếp theo là mã số 13. Rồi 13. Mã số 13 này cao hết đỉnh khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng 1m2. Rồi xương cành luôn. Trình nhã như Thảo. Dạ. Rồi xây xây tiếp luôn. Cành lực cũng đặt hết trơn nè quý vị. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành thân cây này 26 đúng anh ơi. 26 đúng luôn. Nó luôn như đây. Mã số 13 nè, em giao lưu cô chú anh chị mình giá 900 ngàn anh ơi. Rồi xuống cây luôn, 900 ngàn quý vị. Dạ tiếp theo là mã số 14. Rồi 14. Này cao 1m7 nha quý vị. Tán ngang thì này chắc khoảng 1m1 ngang quý vị. Rồi xương cành đây. Rồi vô cái hoành em nói luôn quý vị. Hoành thân cây này 24 đúng rồi nè. Rồi 24 hoành. Luôn như thật. Dạ mã số 14 này em giao lưu cô chú anh chị mình 900 ngàn anh ơi. Rồi 900. Tiếp tục là mã số 15. 15. 15 này cao tầm 1m6 quý vị. Tán ngang khoảng 1m1 ha. Rồi xương cành luôn nha quý vị. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Hoành tính 24 nha, 25 để yếu xíu tính 24 này. Như em.
Mã số 15 này em giao lưu cô chú anh chị mình 800 đây. 800. Rồi, tiếp theo là mã số 16 luôn. Rồi, mã số 16 thì em này cao lấy 1m6. Tán ngang khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Rồi, xương cành luôn đây. Rồi, vô cái hoành luôn quý vị. Cái này hoành thân 23 đó. Rồi, 23 hoành nè. Như em. Mã số 16 này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 700 ngàn anh ơi. 700. Tiếp theo là mã số 17. Rồi, đang cái ghế rồi. 17 à. Rồi, này cao 1m3. Tán ngang 1m1 rồi quý vị. Rồi, đây, xe xe luôn. Xuống cành. Cành đều quá đây rồi quý vị. Dịu gì mà cắt tỉa bớt mấy số xương chỉ ra nhìn em này đẹp lắm nè. Rồi, vô hoành luôn ha. Cây này hoành 22 anh ơi. Rồi, 22 hoành. Như em. Mã số 17 này em giao lưu cô chú anh chị mình 600 anh ơi. Rồi, 600. Tiếp theo là mã số 18 anh ơi. Rồi, 18 luôn. Rồi, em này cao tầm 1m7 quá về. Tán ngang lấy 1m2 thôi ha. Em mua mua đi, mua đi. Đứng cây nè, xung cạnh khá cành lắm nè, nhưng quý vị nè. Đó. Xây đều đều tay ha. Rồi, vô cái hoành luôn nha quý vị. Cây này hoành thân 28 đúng rồi nè. Đúng quý vị. Dạ. Rồi, cho luôn nhiêu đây. Mã số 18 này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 900 ngàn. 900. Tiếp theo là mã số 19. Rồi, 19. Em này cao lấy 1m5 nha quý vị. Tán ngang em này lấy còn gọn. Chừng ngã thôi. Này ngang lấy 1m1 nha quý vị. Rồi, thân cành luôn. Cành cũng bự bự không nè quý vị. Đặt cây trên nè. Rồi, vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành thân của cây này 23 3 23 hoành. Luôn như thẳng. Mã số 19 này em giao lưu cô chú anh chị mình 700 anh ơi. Rồi, 700. Dạ, tiếp theo là mã số 20. Rồi, 20. Rồi, 20 thì em này cao tầm khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi, tán ngang khoảng 1m1 ha. Này cái xương ngang. Xương ngang nè. Em này cũng những cái nông nách nè quý vị. Bắt đầu từ nách này ha. Cái này cũng có nhẹ nhẹ ha. Đầu tính từ nó nặng nặng thì bắt đầu từ đây đi ha. Đây, từ đó đó xuống dưới á, nguyên cái đoạn ở trong ra nè quý vị. Lục cục phụ cùng mình nó tới ha. Đó. Rồi xây xây luôn. Có gì nhóc hết trơn nè ha. Rồi xuống cái hoành luôn đi. Cây này hoành thân 23 nè. 23 hoành không gì. Giá bao nhiêu em? Mã số 20 nè, em giao lưu cô chú chị mình 1.1 à. 1.1 ha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 21. 21. Rồi mốt cao khoảng 1m7 luôn rồi quý vị. Tán ngang này chắc khoảng 1m1 ha. Cao 1m7 ngang 1m1. Rồi xuống cạnh luôn đây. Rồi xây xây luôn ha. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành thân cây này 23 này. Rồi, 23. Vô luôn nha em. Mã số 21 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình 700. Rồi, 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp tục là mã số 22. 22. Cái này cao 1m7 luôn rồi quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m2 luôn ha. Cao 1m7 ngang 1m2 nha quý vị. Rồi, xây xây luôn nè. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Hoành thân cây này 25 đúng rồi nè. Rồi, 25 đúng luôn. Rồi, vô luôn nha em.
Dạ, mã số 22 này em cho luôn cô chú anh chị mình 800 thôi. Rồi, 800. Đợi dạ, lên. Tiếp theo là mã số 23 này. 3 luôn. Rồi, 23 thì em này cao tầm khoảng có chị ngã đó. Này khoảng 1m8 cao nhưng quý vị. Tán ngang lấy 1m2 thôi ha. Giữ gì có thể cắt tỉa bớt ha, còn là khoảng 1m2. Rồi, thân cành luôn. Dạ, rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Dạ. Cây này hoành của nó 25 anh ơi. Rồi, 25 hoành. Dạ. Nó luôn nhiêu em? Dạ, mã số 23 này em cho luôn cô chú anh chị mình 900 anh ơi. Rồi, 900. Lên mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 24 anh ơi. 24. 4 khá cao nè. Cao khoảng 1m8 luôn nè quý vị ơi. Tán ngang. Này cỡ 1m4 nhưng nè quý vị. Này thì tạng bự hơn mấy em kia nè. Xương cành cũng đặc quá đây. Rồi, vô cái hoành luôn nha. Cây này mẫu đế nó cũng khá đẹp nè. Dạ, hoành thân cây này 26 anh ơi. Rồi, xây xây đế luôn. Nó cũng chảy đều bốn mặt ha. Đều nè. Dạ. Vô luôn nha em. Mã số 24 này vô luôn cô chú anh chị mình 1.1 đi. Rồi. Mã số tiếp theo cái gì? Mã số 25 á. 25 ha. Này cao 1m6 vậy. Thắng ngang lấy 1m2 ha. Đó, cao 1m6 ngang 1m2. Rồi, xuống cạnh luôn. Em này được cái xương cạnh nó rất là bự quý vị. Dạ. Xương lực. Đó. Đóng đặt hết trơn nè. Rồi vô hoành quý vị ơi. Hoành cây này 23 anh ơi. Rồi 23, 24 thì yếu một xíu. Một xíu tính 23. Cho luôn nhiêu em? Mã số 25 này em cho luôn 700 thôi anh. Rồi 700. Rồi tiếp tục luôn. Dạ tiếp tục là mã số 26 anh ơi. 26. 26 này ngang khoảng 1m1. Cao lấy 1m4 thôi nhưng quý vị. Ngang 1m1 cao 1m4. Xuống cành em nói luôn. Khá cành qua đây. Rồi mình vô cái quành em nói luôn nhưng quý vị. Không biết đo làm sao. Quành này em đo bỏ tay cành này đi cô chú anh chị ha. Đo luôn. Bỏ tay cành đo dưới tiện hơn đo trên ha. Đo trên đi. Trên đi. Ở dưới luôn ha. Ở trên 24 nè. Đo ngang ở dưới đây thì nó cái 28 nha. 8. Dạ. Chân cạnh lực không nữa ha. Giao luôn nha em. Mã số 26 nè em giao luôn cô chú anh chị mình 800 thôi anh. Rồi 800. Rồi, chín cây luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 27. Rồi, 27 thì em này cao lấy 1 mét cỡ 1m6 nhưng vì ngang cỡ 1m1 đi ha. Rồi xuống cành luôn. Ra từ đỉnh xuống nè quý vị ơi. Em chìm đứng đứng cày chứ sao nó nghiêng nghiêng. Rồi lỡ rồi. Cái này do cái bầu đất nó nghiêng chứ phải cây nghiêng nha cô chú anh chị. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành 28 anh này. 8 hoành dư luôn ha. Rồi 28 hoành. Nhưng em mã số 27 này vô luôn cô chú anh chị mình 800 thôi. Rồi 900. 800 800 hả? Tại nghe đó 800 nha quý vị. Anh lên giá không ai mua em chết luôn. Đây, rồi mã số tiếp theo 29 anh. Tại anh nghe nhầm. Này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m3 nha quý vị. Em này cái xương cành thì đặt hết trơn luôn ha. 27, 28 nào, cái xương chỉ ngoài nó cũng bít cái thân trong luôn nè. Cây này mã số 28 nha anh. Xây xây luôn em. Có xương chỉ quá thằng xương chỉ quý vị. Dạ. Vì quý vị có thời gian mình rút bớt xương chỉ quý vị ơi. Đó. Rồi vô cái hoành luôn. Có thời nó hơi thấp. Đợi em xíu. Rồi. Trăm mấy à. Trăm mấy. Bên kia. Rồi đúng mặt hết rồi đó. Hoành 24 đó anh. Đúng luôn. Rồi 24 hoành. Mã số 28 này em giao luôn cô chú anh chị mình 1 triệu anh ơi. Rồi 1 triệu rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 29 này. Rồi 29. Này cao 1m6 đến 1m7 quý vị. Cái chừng ngã tới tháo ơi.
Nhanh chân nữa ha. Rồi ngang mét 2. Rồi im rồi đó. Từ từ. Đó, xương cành quý vị. Cành lực cũng sang sát hết trơn ha. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Cây này hoành tính 26 thôi. 27 thì yếu một tí hả, em tính 26 thôi em. Rồi 27 yếu xíu. Giao luôn nhiêu em? Mã số 29 này em giao cho cô chú anh chị mình 900 nghe. Rồi 900. Rồi. Tiếp tục là mã số 30. Lên luôn. 30. Anh này cao lấy mét rưỡi rồi quý vị. À, tán ngang lấy gọn gọn chắc cỡ mét 1 nha quý vị. Rồi xuống cạnh đây. À, mình vô hoành luôn nha quý vị. 10 thì đã đo cho chính xác. 29 hoành anh. Rồi 29 hoành. Giao luôn như em. Mã số 30 này em giao luôn cô chú anh chị mình 900 ngàn thôi. 900. À, cây hoành 29 luôn. Dạ. Tiếp theo mã số 31 anh. Rồi 31. Này cao khoảng mét 7 đến mét 8 nha quý vị. À, tán ngang khoảng tầm mét 1 ha. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành của cây này 24 đúng rồi nè. Rồi 24 hoành. Như em. Mã số 31 này em giao luôn cô chú anh chị mình 600 đây. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo luôn. Theo là mã số 32 anh ơi. Rồi 32. Anh này cao cũng khoảng mét 7 đến mét 8 quý vị ơi. Ngang này khoảng tầm mét 1 rồi ha. Rồi xương này cũng ngang ngang nè. Rồi vô cái này là 31. Cái hoành nó đi 24 anh ơi. Rồi 24 hoành. Mã số 31. Giao luôn như em. Mã số 31 này giao luôn cô chú anh chị mình 700 anh. Rồi 700. Rồi thế mã số 32. 32 là 32 cao lấy mét rưỡi nha quý vị. Tán ngang này chắc khoảng tầm mét 2 ha. Rồi vô cái hoành luôn quý vị. Hoành 25 ạ. À. Rồi 25 hoành. Luôn như em. Mã số 32 là giao luôn cô chú anh chị mình 800 ngàn á. Rồi, xuống cây luôn, 800. Tiếp theo mã số 33. 33 luôn. Rồi, hôm nay xương ngang, cao khoảng mét 7 á quý vị. Tán ngang này khoảng mét 1 ha. Đó, xương ngang khít luôn nè, xè cũng đẹp quá đây. Đó. Rồi, xuống cái hoành nha quý vị. Hoành 23 này. 23 hoành nè. Luôn như em. Mã số 33 này cho cô chú anh chị mình 800. Rồi 800. Rồi lên 34 luôn. Cây cuối clip anh ơi. Rồi hết cây, cây này hết cây lâu rồi quý vị ơi. Dạ mã số 34 hôm nay. Này cao lấy mét rưỡi nha quý vị. Rồi tán ngang lấy mét 2 ha. Rồi xây luôn. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 24 anh ạ. Rồi 24 hoành. Giao luôn vô em. Mà số 34 này cây cuối clip giao luôn cô chú anh chị mình 900 anh. Rồi 900 ha. Dạ. Rồi về lại vô Thảo. Dạ em mong cô chú anh chị mình xem clip chọn cây ủng hộ giùm em. Nếu cô chú anh chị nào mình có lấy được số lượng hết lô hay là số lượng nhiều thì cứ alo liên hệ với em ha. Chắc chắn là nhà em sẽ có giá yêu thương hơn giá em báo lẻ trên clip. Chào em cảm ơn rất nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp theo.